đây là cái ổ bánh bò mình mới vừa làm xong đây các bạn. Đó. Nhìn toàn là ghế tre không á, mềm mà dai nữa. Bây giờ mình cùng nhau làm bánh bò. Bánh bò ghế tre. Xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mình chia sẻ cách làm bánh bò hấp ghế tre. Xin mời cô chú và các bạn cùng làm với mình cho vui ha. Thì bước đầu tiên á là mình chuẩn bị đây là 220g bột gạo, là nó tương đương với 2 khắp á. Thì ở đây á, mình xài cái loại bột gạo này nè các bạn. 30g bột năng là tương đương với 5 muỗng canh á. Tháp vào vô cà này. Tháp vào vô cà start. 250ml nước lạnh. Rồi mình cho hết cái bột gạo, bột năng với 250ml nước lọc vô trong cái thau. Mình phấy cho nó đều lên nha. Các bạn phải phấy cho nước với bột á nó đều tan lại hết, nó đừng có còn cái lợn cợn nào hết trơn á nha. Phấy cho cái bột với nước nó hòa tan lại hết trơn, không còn ốc trâu nữa, thì mình để riêng qua một bên. Mình đi nấu cái nước đường. Mình cho vô nồi 150g đường là tương đương với 3/4 khắp á các bạn. Cái này là nửa khắp. Cái này là 1/4. Đây là nước dừa tươi ha. Mình mua ở Costco á, mà ở chợ Mỹ thì chợ nào mình thấy cũng có bán. Mình cần 250ml nữa. Là mình cho cái nước dừa tươi này qua đường. Mình cho vô đây khoảng 1/4 muỗng cà phê muối á. Bây giờ mình đem cái nước đường này qua bên bếp đó các bạn, mình nấu cho nó sôi lên ha. Mình thấy cho cái đường nó tan ra hết rồi cho cái nước này nó sôi thật sôi lên. Trong cái lúc mà mình đợi cái nước đường nó sôi á thì ở bên đây mình để cái chảo nước lên. Mình bắt cái này lên để cho nó hơi nóng nóng lên chút xíu nữa là mình lấy trùng cái bột. Đó, các bạn thấy không, nước đường với mình nó sôi lên thiệt sôi nè. Bây giờ mình cho qua bên cái thau bột. Mình chế từ từ, mình cũng vừa chế vô mà mình cũng vừa thấy cái bột luôn. Mình làm như vậy á, mình lấy trùng cái bột á, nửa cái bánh bột của mình nó mềm lắm các bạn. Rồi cái chảo nước ở kế bên á, các bạn thấy nó vừa lên tim gì nè. Là được rồi, mình đừng có để sôi quá nha. Rồi mình hạ lửa xuống, lửa mới dùm. Mình mới để cái thau bột vô. Mình thấy thiêu khoảng chừng 3-4 phút nữa. Mà các bạn đừng có để cho nước sôi nha. Nước nó nóng nóng á là được rồi. Các bạn thấy khoảng chừng 3 phút á là các bạn thấy ở dưới cái mà đáy của cái thau á là cái bột á nó có mà đóng nó hơi chín chín như vậy là các bạn tắt bếp nha. Là khoảng 3-4 phút thôi là mình lấy cái thau bột ra khỏi nước. Khỏi cái chảo nước rồi đó, mình cũng tiếp tục mình thấy để cho những cái bột mà nó vừa chín ở dưới cái thau đó nó tan đều hết. Các bạn thấy không, khi mà mình thấy cái bột á mà cái bột nó vừa dính cái cây mà thấy bột như vậy là được nè, là mình đem ra khỏi nước nha. Rồi mình tiếp tục mình thấy cho nó cái lợn cợn của cái bột vừa chín vừa sống này nó tan đều hết. Trong lúc mà mình đợi cái bột này nó nguội đó các bạn, thì mình đi pha cái men để cho cái bột này nguội thì cái men nó dậy.
mình cho vô trong cái chén này khoảng 2 muỗng canh nước lọc. Cái nước này là ở nhiệt độ phòng nha các bạn, đừng có lạnh quá. Ở đây là cái bịch men khô, nó có 7 gram, mình dùng hết bịch men này. Mình quậy cho cái men nó tan đều trong cái nước lọc hết, rồi mình lấy miếng bọc ni lông mình chùm lại nha các bạn. Rồi mình lấy cái bọc á, mình đậy nó lại. Rồi mình tiếp tục á, mình thấy cái bột để cho nó nguội nha. Bột mình á bây giờ nó còn nóng lắm các bạn. Mình thấy hoài khi nào mà đợi nó nguội khoảng 15 phút á thì cái bột này nó nguội á, thì cái men nó cũng vừa vậy. Nên mình cứ thấy hoài như vậy nè. Mình cứ tiếp tục, mình thấy cái bột này nó nguội nha các bạn. Nguội thiệt là nguội mới được á, chứ mình đừng có để nóng nha. Nóng thì cái bánh bò của mình nó không thành công đâu. Bây giờ thì cái bột nó thiệt là nguội rồi đó các bạn. Mình để cái men vô bột ha. Rồi thấy cho cái men với cái bột nó hòa quyện lại với nhau. Bây giờ mình rửa cái bột nó lại. Đây là cái những cái lợn cợn mà cái bột hồi nãy mình thấy nó vừa xính, vừa chín vừa sống nè. Rồi đậy nắp nó lại, mình để đây mình ủ từ 2 tiếng rưỡi cho tới 3 tiếng thì mình mới đem hấp được. Rồi cái bột mình bây giờ ủ được 3 tiếng rồi nha các bạn. Để mình mở cho các bạn xem. Đó, bây giờ nó dậy lên ha. Quá trời cái bột luôn nè. Rồi mình quậy cho nó đều lên, để thôi nó nhiều khi nó còn đóng ở dưới cái lít tô á. Mình cho vô cái tô bột này một muỗng canh dầu ăn. Thấy cho nó đều lên rồi mình lấy mấy cái khuôn để mình thoa dầu vô nha các bạn. Có hai cách đổ bánh bò. Thứ nhất thì mình đổ ở trong cái dĩa này. Thứ hai thì mình có mấy cái khuôn chiếc lá này nè. Cái này là mình mua ở Việt Nam đem qua đó các bạn. Bây giờ mình thoa dầu vô đây. Rồi, ở đây là cái sửng nước sôi ha. Đó, bên kia là cái chảo, mình là hấp hai kiểu. Để mấy khuôn vô mình đậy nắp lại cho nó nấm. Khoảng chừng 2 phút gì đó. Còn cái sửng tre này thì mình mua ở Canada của mấy người Tàu họ bán. Mình cũng để vô đây mình hấp cho cái dĩa này nó nóng chút xíu. Mình ở trong cái dĩa này á là mình hấp 25 phút nha các bạn.
Tại vì mỗi lần mình làm á thì mình hấp cho mấy dĩa này á là ba giá canh này này, rồi còn bao nhiêu lại á là mình hấp trong cái khu chiếc đá. Ở trong cái khuôn chiếc lá thì mình đổ vô trong cái khắp như vậy nè, mình chế vô cho nó dễ. Cái khuôn chiếc lá này á thì mình hấp 15 phút. Mỗi một lần mình làm như vậy thì vừa đủ hấp bao nhiêu đó. Sau khi mà mình hấp được 10 phút rồi á thì mình phải dở nắp ra, mình xả hơi để mình lau cái mồ hôi nó đóng ở trên cái nắp này nè. Rồi, con bánh này của mình đó là 15 phút rồi đó. Còn cái dĩa của con bánh lớn này mình đợi thêm 10 phút nữa. Các bạn thấy bánh bò nó chơi rất là ngon ha. Nó trắng tươi đó. Còn đừng nguyên cái này xuống cho nó dễ. Bánh bò của mình ngon lắm ha cô chú, anh chị và các bạn. Rồi, bánh bò chín rồi các bạn. Nhìn nè, rất là mềm luôn. À, đây là cái ổ bánh bò mình mới vừa làm xong đây các bạn. À, nhìn toàn là ghế tre không á. Mềm mà dai nữa. Bây giờ bánh bò mình làm xong rồi, mời cô chú, anh chị và các bạn cùng dùng bánh bò với mình cho vui. Miếng bánh bò của mình nó rất là mềm luôn á. Bây giờ hôm nay có thắng nước cốt nữa. Cho vô miếng nước cốt. Rồi, mời đại gia đình cùng ăn bánh bò. Bánh bò của mình nó không có ngọt lắm đâu các bạn. Nó vừa phải không? Video mình chia sẻ cách làm bánh bò của gia đình mình tới đây xin tạm dừng. Xin hẹn cô chú, anh chị và các bạn video sau. Mình cảm ơn tất cả đại gia đình đã từ kênh gia đình nhỏ USA sang kênh gia đình nhỏ ở Mỹ để ủng hộ mình. Mình cảm ơn rất là nhiều. Mình hẹn các bạn lại trong video sau ha. Xin chào tạm biệt.